Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 10 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Lâm Đồng tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Lãnh đạo tỉnh thăm động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nông dân trồng hoa Đà Lạt khó khăn trong tiêu thụ hoa. Sẽ cắt giảm vốn đã bố trí với các dự án chậm giải ngân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 10 tháng 6, Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các ngành địa phương. Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số cử tri Lâm Đồng đi bỏ phiếu 964.539 người trên 965.162 cử tri, đạt 99,94%. Trong đó có 7 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội trong tổng số 13 ứng cử viên, 66 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong tổng số 112 người ứng cử, 396 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 3.350 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Để công tác bầu cử đạt kết quả cao và tạo nên sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị cũng như sự ủng hộ của nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, vừa tổ chức tốt việc phòng chống dịch COVID-19. Trên tinh thần chống dịch tốt gắn với việc đảm bảo các khâu từ nhân sự, hiệp thương, vận động bầu cử đến tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền về bầu cử. Nhờ đó, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể các cấp đã chủ động tích cực trong việc triển khai thực hiện công tác bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ, nội dung kết quả theo kế hoạch. Đặc biệt, trong ngày chính thức bầu cử, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện theo đúng quy định 5K của Bộ Y tế, an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn giao thông được giữ vững. Bên cạnh kết quả đạt được, đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua vẫn còn một số hạn chế như do diễn ra trong thời gian dịch bệnh COVID-19 nên vẫn còn tình trạng người về từ vùng dịch không khai báo y tế trung thực. Một số người còn chủ quan trong việc chấp hành phòng chống dịch. Một số địa phương, việc lập danh sách cử tri chưa phù hợp do có số lượng lao động đi và đến khá đông. Công tác tuyên truyền, thông tin về bầu cử ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Việc chọn nhân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người tham gia các tổ bầu cử ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích những hạn chế, phát huy kinh nghiệm, đồng thời đề xuất kiến nghị cụ thể một số vấn đề về thẩm quyền trên cơ sở đó để thực hiện tốt công tác bầu cử cho nhiệm kỳ tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Đức Quận đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng này. Đây là kết quả khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là niềm tin của cử tri và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp cũng như quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc được phát huy, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, góp phần xây dựng cơ quan đại diện có đủ năng lực hoạt động, chất lượng, hiệu quả cho hoạt động Hội đồng nhân dân và chính quyền nhiệm kỳ mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Đức Quận cũng nhấn mạnh, từ thành công của cuộc bầu cử, trước mắt cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp. Trên cơ sở đó, để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Đức Quận khẳng định, phát huy truyền thống, thành tựu và những kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân các khóa trước, Ủy ban bầu cử tỉnh tin tưởng chắc chắn rằng Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ, thắng lợi mới. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ thực hiện tốt phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Chính quyền và cơ quan nhà nước các cấp sẽ thực sự là chính quyền kiến tạo, liêm chính, công khai, minh bạch của dân do dân vì dân, góp phần xây dựng tỉnh ta ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại hội nghị,
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 69 tập thể và 71 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, lãnh đạo tỉnh ủy thăm động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nông dân trồng hoa Đà Lạt khó khăn trong tiêu thụ hoa. Hôm nay, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã đi thăm tặng quà động viên chốt kiểm soát dịch bệnh số 5 trên tuyến quốc lộ 28B, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 994, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền địa phương. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên và tặng quà chốt kiểm soát dịch bệnh số 5 trên quốc lộ 28B, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, đại diện chốt kiểm soát dịch bệnh này cho biết, với lực lượng 14 thành viên gồm công an, y tế, quân đội và các ngành liên quan tham gia thực hiện nhiệm vụ, trung bình mỗi ngày lực lượng chức năng thực hiện việc kiểm tra đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế và truy vết từ 150 đến 200 lượt người lưu thông giữa hai tỉnh. Trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh cho chốt kiểm soát dịch bệnh số 5. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông chia sẻ, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhân viên tham gia thực hiện tại chốt kiểm soát này, đồng thời mong muốn chốt kiểm soát dịch bệnh số 5 cần phát huy tinh thần trách nhiệm vượt qua điều kiện khó khăn, nâng cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là chủ quan, nhất là bỏ sót các trường hợp đến từ vùng dịch vào địa phương. Tiếp đó, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm động viên tặng quà khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Theo báo cáo, sau 4 đợt bùng phát dịch bệnh, khu cách ly tập trung này đã tiếp nhận cách ly y tế cho gần 300 trường hợp. Riêng trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, khu cách ly này đã thực hiện cách ly trên 120 trường hợp. Đến nay, các trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly và trở về với gia đình. Trao số tiền 50 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, điều kiện cách ly, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp đến cách ly khi có yêu cầu. Song song đó, Trung đoàn 994 cần chủ động thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sáng nay, ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Di Linh đã đến thăm tặng quà chốt kiểm soát số 8 thuộc quốc lộ 28, khu vực Đắk Nông Lâm Đồng và nhà khách bệnh xá 32. Đây là những đơn vị và lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Tại chốt kiểm soát số 8 thuộc quốc lộ 28 khu vực Đắk Nông Lâm Đồng, ông Đặng Đức Hiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thăm hỏi điều kiện làm việc sinh hoạt cũng như đời sống của các lực lượng tham gia chốt kiểm soát. Ghi nhận cao những nỗ lực trong công tác kiểm soát phòng dịch của địa phương huyện Di Linh và các đơn vị liên quan đã bất kể thời tiết nắng mưa để kiểm soát ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan từ các địa phương vào Lâm Đồng. Đồng thời đề nghị huyện Di Linh tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất, quan tâm hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ những khó khăn của cán bộ chiến sĩ. Trong điều kiện làm việc 24/24 giờ, cần quan tâm đảm bảo sức khỏe từ trang bị đầy đủ thiết bị, vật tư y tế bảo hộ, đến chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi luân phiên trong các ca trực, chăm lo chu đáo các bữa ăn đối với các lực lượng. Tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, ông Đặng Đức Hiệp đã trao hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ phòng chống Covid của tỉnh. Ban tuyên giáo huyện Di Linh cũng đã trao phần quà trị giá 3 triệu đồng để động viên lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát dịch tại cửa ngõ Đắk Nông Lâm Đồng. Còn tại nhà khách bệnh xá 32, ông Đặng Đức Hiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ cùng tỉnh Lâm Đồng vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch COVID-19 và mong muốn đội ngũ làm công tác phòng dịch ở bệnh xá 32 tiếp tục phát huy cao độ tinh thần và trách nhiệm, nỗ lực đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ cách ly, chuẩn bị các phương án kịch bản để có thể đón tiếp lượng người vào cách ly khi tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh. Tại đây, ông Đặng Đức Hiệp đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng đối với cán bộ chiến sĩ nhà khách bệnh xá 32. Nhằm động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ trong quân đội đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh,
Sáng nay, ông Bùi Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thắng sẽ chia tình cảm và ghi nhận những đóng góp tích cực của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Những đóng góp ngày đêm tại các điểm chốt, khu vực cách ly y tế luôn có hình ảnh bộ đội hiện diện. Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các đơn vị quân đội tiếp tục nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp các ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch, tất cả vì sức khỏe nhân dân, góp phần cùng với tỉnh Lâm Đồng đẩy lùi dịch bệnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thắng đã trao 176 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành địa phương. Đây là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần để 200 cán bộ chiến sĩ trong toàn quân hiện đang trực tiếp ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch, vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Những ngày gần đây, giá các loại hoa Đà Lạt đã giảm mạnh do sức tiêu thụ kém khi dịch COVID-19 lan rộng tại một số địa phương, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường tiêu thụ chính của hoa Đà Lạt. Điều này khiến nông dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ hoa đang trong thời kỳ thu hoạch. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Đến phường 12 thành phố Đà Lạt vào thời điểm này, điều dễ nhận thấy đó là nhiều vườn hoa cúc trong thời kỳ thu hoạch, nhưng nông dân bỏ mặc, thậm chí là phá bỏ hàng loạt. Nguyên nhân bởi giá hoa đang trong thời điểm xuống thấp, bán không bù công thu hoạch, buộc phải nhổ bỏ để chuẩn bị đất cho vụ mới. Các chợ đầu mối lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội ngưng không tiêu thụ, vì vậy lượng hoa ứ đọng khá nhiều. Gia đình bà Hồ Thị Búp ở phường 12 Đà Lạt là một ví dụ. Toàn bộ diện tích 600m² trồng hoa cúc đại đoá và cúc chùm phải phá bỏ. Bởi từ khi xuống giống cho đến khi thu hoạch, hoa cúc phải mất thời gian khoảng 4 tháng. Tính sơ chi phí cho tiền cây giống, nhân công chăm sóc, phân bón, thuốc phun xịt mất khoảng 45 triệu đồng. Nếu mức giá ổn định thì trừ các khoản trên còn thu về 50 triệu đồng. Nhưng bây giờ lại không được giá, không có nơi tiêu thụ nên đành phải nhổ bỏ, chịu mất trắng. Do mua Covid, chứ chăm sóc rồi cũng nặng rồi, cũng muốn chăm sóc nữa. Muốn làm mà chứ không làm thì sợ mua sáu rồi bóng rồi ổn định lại rồi, giờ chứ mình phải tiếp tục làm chứ sao. Còn với gia đình ông Nguyễn Văn Thành, với trên 25 năm gắn bó với nghề trồng hoa cúc, mặc dù nhiều kinh nghiệm trong việc luân canh, trồng cuốn chiếu trên diện tích 2.500m², thế nhưng với tình hình như hiện nay, gia đình ông cũng không tránh khỏi khó khăn về việc tồn đọng hoa, ứ hàng vì hoa đã nở quá độ trên diện tích 1.000m². Giải pháp trước mắt và tức thời đó là ông tìm lại một số bạn hàng quen nhờ tiêu thụ bớt theo kiểu đóng hàng nhỏ lẻ, được chừng nào đỡ chừng ấy. Giờ là Sài Gòn là chợ Đầm Sen đã đóng cửa, không cho tiêu thụ bông hoa. Mà bây giờ dân nhà vườn chúng tôi bây giờ bằng bất cứ giá nào cũng phải bán, dù có thấp hay cao, để bán lấy lại đồng tiền, để lấy vốn. Mà chúng tôi cũng ý thế yêu cầu các nhà xe sao phải giảm giá cước cho nông dân để cùng đồng hành cho nông dân để tiêu thụ được mặt hàng nông rau hoa của thành phố Đà Lạt. Bây giờ nói chung là bán này ai xuống mua được chỗ nào thì mình bán giá đó. Tại vì gửi đi xuống mối cũng được, nhưng mà gửi tại phố lượng ít thôi, tại phố lượng nhiều thì họ theo. Tại vì không có khách đi chợ lấy đâu mà họ mua. Đó, bây giờ mình muốn họ bây giờ xe có lấy nhiều xuống đi nữa mà với chợ Đầm Sen không cho người vô mua bông thì dân của chúng tôi cũng không đành, không thể nào tiêu thụ được hoa, cho nên phải bán lẻ trên này được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Là một trong những làng hoa truyền thống của thành phố Đà Lạt, phường 12 có trên 1.000 nông hộ chuyên trồng hoa cúc và hoa li li với diện tích 330 hectare. Thời điểm khó khăn hiện nay, trên địa bàn phường có khoảng 50 hectare hoa cúc và 3 hectare hoa li đang trong thời kỳ nở rộ, cần thu hoạch gấp. Giá tại vườn hiện nay dao động từ 3.500 đến 4.000 đồng một bó 5 cành cho hoa cúc chùm và 7.000 đến 11.000 đồng một bó 10 cành cho hoa cúc đại đoá cánh dài. Mức giá hoa giảm ở đợt dịch thứ tư này được nhận định là giảm sâu và giảm lâu hơn các đợt dịch trước
do các thị trường tiêu thụ hoa lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đều bùng phát dịch, nhất là chợ hoa tươi Đầm Sen, chợ kinh doanh hoa sỉ lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa phòng dịch Covid-19, nên mức tiêu thụ hoa nói chung đã giảm từ 30 đến 50%. Trong đó, riêng dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, Hiệp hội Hoa Đà Lạt và người trồng hoa Đà Lạt đã cam kết với hơn 200 sạp hoa tươi, hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Đầm Sen tập trung xuống giống từ tháng 3 năm 2021 hàng trăm hecta các loại hoa như cúc, đồng tiền, cát tường, cẩm chướng, li li. Do đó, khi đóng cửa chợ hoa tươi Đầm Sen, hoa Đà Lạt sẽ không có nơi tiêu thụ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Điều này khiến cho người trồng hoa và các vựa hoa Đà Lạt hết sức lao đao, lo lắng. Bên hội thì cũng đang khuyến cáo một số hộ là chuyển đổi cây trồng, như ví dụ như trồng rau trong nhà kính, rau an toàn. Chứ còn nếu mà mình tiếp tục như thế này thì tôi mong muốn ở các ngành chính sách là quan tâm về cái vấn đề đầu ra cho sản phẩm hoa cho người nông dân, bởi vì cái giá hoa từ khi có dịch Covid thì cái giá hoa có rất là bấp bênh. Nên mong muốn là nhà giống, đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là nên bán trả chậm cho bà con để bà con có cái sức để làm tiếp cho cái vụ sạch. Để tháo gỡ khó khăn này, Sở Công Thương Lâm Đồng và Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã có công văn đề nghị Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân quận 11 xem xét tạo điều kiện cho mở cửa trở lại chợ hoa tươi Đầm Sen để hỗ trợ giải quyết tiêu thụ một phần hoa tươi trong dịp Tết Đoan Ngọ cho bà con nông dân Lâm Đồng. Nếu được chấp nhận, hợp tác xã và các tiểu thương chợ hoa Đầm Sen cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận và phân phối hoa một cách an toàn. Đó là giải pháp trước mắt nhằm giải tỏa những ách tắc trong khâu tiêu thụ hoa. Về lâu dài, người trồng hoa Đà Lạt cần có sự liên kết chặt chẽ trong các hội nhóm và mở rộng nhiều hình thức tiêu thụ hoa, kể cả tiêu thụ online để hạn chế thiệt hại khi có những biến động do dịch bệnh. Trước mắt thì có thể là vẫn đang khuyến khích các bà con nông dân trên này có mối liên kết chặt chẽ với các thương nhân dưới đó thì vẫn đóng hoa trên này và chuyển về một cái nhà xe ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xe Thành Bưởi, và đầu từ đó thì chuyển đi các tỉnh ở miền Tây. Cũng như là khuyến khích bà con nông dân mà có mối liên hệ này tìm kiếm những cái nhà xe vận tải mà trực tiếp đi miền Tây để vận chuyển hoa cho bà con nông dân xuống trực tiếp đến các shop với cửa hàng thì nó sẽ hạn chế một phần cái ảnh hưởng. Và về lâu dài thì hội hoa cũng sẽ tiếp tục phối hợp với lại kiến nghị với tỉnh để đưa nhanh xúc tiến thực hiện nhanh cái trung tâm giao dịch hoa và hình thành cái hệ thống vận chuyển logistics đi đến tất cả các tỉnh thành trên cả nước, để từ đó thì cái vận chuyển hoa nó sẽ đảm bảo thông suốt hơn, không bị như tình trạng vừa rồi. Và cũng như Hiệp hội Hoa cũng đang được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thì Hiệp hội Hoa cũng đang phối hợp với lại Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật để thực hiện cái đề án nhập khẩu giống mới trong vòng 5 năm từ năm 2021 đến 2025 để mà thực hiện những giống hoa mới. Và các thành viên công ty trong Hiệp hội thì cũng đã đưa ra 66 giống hoa, và trong đó có những giống hoa đặc biệt mới để mà thay đổi cơ cấu cây trồng. Người trồng hoa Đà Lạt giờ đang hết sức khó khăn. Và hơn lúc nào hết, họ đang mong dịch bệnh sớm qua nhanh để có thể gượng lại và bước vào một vụ hoa mới nhiều hy vọng hơn. Một tin vui cho người dân trồng hoa tại Lâm Đồng. Sở Công Thương tỉnh cho biết đã nhận được thông tin từ Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất mở cửa tạm thời chợ Đầm Sen thuộc quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6, nhằm ngày 2 đến ngày 4 tháng 5 âm lịch để bán hoa phục vụ nhu cầu tiêu dùng hoa dịp Tết Đoan Ngọ. Việc mở cửa trở lại chợ Đầm Sen nhằm hỗ trợ nông dân Lâm Đồng và tiểu thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ lượng hoa đã trồng phục vụ Tết Đoan Ngọ đã đến thời điểm thu hoạch. Theo thông tin từ Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cùng thời điểm năm ngoái, chợ Đầm Sen tiêu thụ khoảng 20 triệu cành hoa Đà Lạt. Hoa từ chợ Đầm Sen tỏa đi các chợ nhỏ trong Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận miền Tây. Ngoài ra, còn khoảng 28 triệu cành hoa cung cấp cho các chợ Hồ Thị Kỷ, Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn v.v. Do đó, việc mở cửa tạm thời chợ Đầm Sen, dù trong thời gian ngắn cũng giúp nối lại chuỗi cung ứng hoa trong giai đoạn cao điểm vụ hoa Tết Đoan Ngọ. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức trao quyết định thăng quân hàm cán bộ cấp tá thuộc khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Theo đó, Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định cho 22 cán bộ sĩ quan được thăng quân hàm nâng lương trên tổng số 95 cán bộ sĩ quan trong toàn tỉnh được thăng quân hàm nâng lương. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số cán bộ nằm trong diện được thăng quân hàm và nâng lương đợt này đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ủy quyền cho các ban chỉ huy quân sự huyện trao tại các địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Khương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, cán bộ sĩ quan được thăng quân hàm và nâng lương đã đánh dấu sự trưởng thành phát triển của các đồng chí, là động lực để mỗi cán bộ sĩ quan tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu, thường xuyên tu dưỡng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị, cũng như chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng thành phố Hoa lần thứ 9 năm 2021. Theo kế hoạch, chương trình Hành trình đỏ sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2021, bao gồm các nội dung thăm tặng quà cho bệnh nhân đang truyền máu và bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng thành phố Hoa tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Chương trình sẽ vận động 2.000 người tham gia hiến máu tình nguyện, với dự kiến sẽ tiếp nhận 1.000 đơn vị máu để chuyển về Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Vì do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên chương trình Hành trình đỏ năm nay cũng tổ chức gọn với các hoạt động chính, và từng đơn vị thành viên trong ban chỉ đạo cũng triển khai đồng bộ việc phòng chống dịch COVID-19, như phân chia khung thời gian hợp lý cho các đơn vị mời người đến tham gia hiến máu, đảm bảo công tác tuyên truyền trong phòng chống dịch COVID-19, khử khuẩn trước và sau khi hiến máu, hướng dẫn đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giãn khoảng cách, hướng dẫn và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình 5K. Chương trình Hành trình đỏ là một sự kiện quan trọng hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện triển khai tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thông qua chương trình Hành trình đỏ, các tỉnh sẽ điều phối nguồn máu tiếp nhận được về các bệnh viện tuyến trung ương để kịp thời đáp ứng nguồn máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong cả nước. Được biết, Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh, thành phố 9 lần liên tiếp tổ chức chương trình Hành trình đỏ bắt đầu từ năm 2013. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ cơ sở karaoke ở phường 10 khi vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh của 2 cơ sở này. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Văn Tuấn, 50 tuổi, thường trú tại thành phố Đà Lạt, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Điểm Hẹn, số 17A Nguyễn Trãi, phường 10, thành phố Đà Lạt. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, 45 tuổi, thường trú tại thành phố Đà Lạt, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Victory, số 17 Nguyễn Trãi, sát cạnh cơ sở karaoke Điểm Hẹn, với số tiền 20 triệu đồng của cơ sở về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của 2 cơ sở này khi không tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Liên quan vụ việc, trước đó, Ủy ban Nhân dân phường 10 thành phố Đà Lạt cũng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 102 triệu đồng đối với 42 đối tượng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Sẽ các giảm vốn đã bố trí với các dự án chậm giải ngân. Theo thống kê, tính đến hết tháng 5 năm 2021, kim ngạch xuất khẩu gỗ và đồ gỗ đạt hơn 6,42 tỷ đô la, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ đạt 4,96 tỷ đô la, tăng gần 57% so với cùng kỳ. Đây là con số xuất khẩu cao kỷ lục, vượt trên những tác động của dịch COVID-19. Sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu là tín hiệu vui của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ Việt Nam. Tuy nhiên, cũng chính là sự gia tăng đơn hàng trong diễn biến dịch bệnh sẽ khiến khả năng đáp ứng của nhiều doanh nghiệp bị hạn chế. Bởi nguồn cung nguyên liệu bị gián đoạn, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm lại phải thực hiện khắt khe theo yêu cầu của khách hàng. Tính đến hết tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân hơn 13.500 tỷ đồng, đạt 32,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mặc dù kết quả này đang cao hơn mức trung bình của cả nước, nhưng lại chưa đạt kế hoạch đề ra của Bộ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến hết tháng 6 này, nếu tình hình thực hiện không chuyển biến, sẽ xem xét đề nghị các giảm vốn đã bố trí cho các dự án này.
Nguyên nhân chủ yếu là do việc giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật tại một số địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, nguồn vật liệu phục vụ thi công tại một số dự án thành phần cao tốc Bắc Nam qua các địa phương vẫn còn đang thiếu hụt. Ngoài ra, một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa quyết liệt việc đôn đốc thực hiện dự án. Để thúc đẩy tiến độ giải ngân đến hết tháng 6 năm 2021, nếu tình hình thực hiện các dự án của ngành giao thông còn chậm, không chuyển biến, Bộ sẽ xem xét đề nghị cắt giảm vốn đã bố trí cho các dự án này. Đặc biệt, đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để giải ngân vốn chậm. Do năm ngoái được mùa nên vụ ớt năm nay bà con nông dân huyện Đắc Bơ tỉnh Gia Lai chuyển đổi sang trồng ớt rất nhiều. Tuy nhiên đến kỳ thu hoạch giá ớt lại xuống thấp, khiến bà con trồng ớt bị thiệt hại nặng với một vụ ớt thất thu. Sau khi thu hoạch xong đợt 1 do giá bán rất thấp nên gia đình ông Trần Văn Hay đành bỏ không hơn một sào ớt. Ông Hay cho biết nếu gia đình rảnh rỗi thì mới tranh thủ hái được đồng nào hay đồng đó, còn không thì bỏ vậy, vì nếu thuê công hái thì tiền bán ớt không đủ trả tiền công. Năm nay thì nói chung là cái thời điểm nó nhiều một phần, dù cái thời cộng lại là cái dịch bệnh nên nó không đi được, chỉ nội địa không. Đó. Bán trong nội địa mà giờ chỉ phơi, đó, thì người ta họ ép cái giá thành xuống khi có 7 đến 8 ngàn, mà thời điểm này gần mưa, trời cứ mưa ra nữa là chỉ còn cả 5 đến 6 ngàn. Thì nói chung là cứ nhà là hai nhà ai cũng vậy, nói chung tâm lý cứ ai có nhiều người cứ đi hái được bao nhiêu giờ phơi bao nhiêu. Chứ còn giờ mướn người hái thì mướn một búi 75 ngàn mà hái có 10 ký bán có 60 hay lỗ tiền công. Theo bà con nông dân, nguyên nhân khiến ớt xuất giá là do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, khiến đầu ra không có, nên các thương lái cũng thu mua rất ít và còn ép giá. Giá thu mua xuống thấp, các hộ dân chỉ biết tự bỏ công ra thu về để phơi khô, chờ ớt tăng giá. Tôi rẻ quá nên hái và phơi bán khô thử có giá hơn không. Chứ còn ở ngoài cây thì mướn hái đã hết 3 ngàn rồi, còn có 4 ngàn không đủ ấy. Mà mưa mướn thì hết mất, nên cứ tự hai mẹ con cứ lệch và phơi. Được biết vào thời điểm này năm ngoái, giá thu mua ớt dao động trên dưới 30 ngàn đồng một ký tươi. Có thời điểm lên tới 70 ngàn đồng một ký, nên năm nay bà con đổ xô trồng ớt rất nhiều. Theo thống kê của ngành chuyên môn, tổng diện tích ớt vụ đông xuân 2020-2021 của huyện Đắc Bơ là gần 620 ha với năng suất dự kiến đạt hơn 2 tấn một ha. Song giá thu mua xuống thấp khiến bà con nông dân thất thu vụ ớt. Giá ớt của năm nay thì nó xuống rất là thấp, trung bình là khoảng 6 ngàn một ký. Thì trừ chi phí đầu tư thì người dân là coi như là chỉ có hề lại cái vốn đầu tư, lỗ tiền công. Thậm chí là có những đám là đầu tư lớn là coi như lỗ luôn. Và hiện nay thì tình hình thu mua thì nó cũng rất là chậm. Và đa số người dân cho đến thời điểm này thì qua cái hai đợt hái thì đa số người dân là bỏ giải, không chăm sóc nữa. Đối với cây ớt trên địa bàn thì diện tích thì nhiều, năng suất thì đạt, nhưng mà về cái giá thì lại thấp quá. Nên là đối với người dân thì đối với ớt năm nay thì cũng thiệt hại khá lớn. Bài toán được mùa mất giá, được giá mất mùa lại tiếp tục tái diễn trên cây ớt, và qua đây đòi hỏi ngành chuyên môn và chính quyền các cấp cần thể hiện rõ vai trò trong việc định hướng phát triển, mở rộng diện tích các loại cây trồng, tránh để người nông dân tự phát, rồi xảy ra tình trạng giải cứu nông sản. Những ngày này, các hồ sen trên khắp mọi miền của đất nước đang đua nhau khoe sắc, là điểm đến check-in hấp dẫn đối với nhiều người dân. Còn tại thành phố Đà Nẵng, do mùa sen đến muộn là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên khá vắng vẻ, nhưng không bớt phần thơ mộng. Cách trung tâm thành phố hơn 10 km về phía Bắc, những hồ sen ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang đang đua nhau khoe sắc, nổi bật giữa khung cảnh làng quê yên bình. Để ghi được hình ảnh đẹp về sen, những nhiếp ảnh gia thường tìm đến các hồ sen như thế này từ buổi sáng sớm. Tôi thấy thì ở đây thì nó vẫn còn rất là đơn sơ. Và nếu mà chúng ta mà những người là trồng sen mà có thể mà làm thêm một số cái cầu tre chẳng hạn, những cái châm nước, những cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ để góp phần cho cái phong quang cảnh hồ sen nó sẽ đẹp hơn và sẽ thu hút được nhiều người đến hơn. Đây là khu vực trồng sen lớn nhất của thành phố Đà Nẵng, hàng năm thường thu hút nhiều người dân, du khách đến chụp hình từ đầu mùa hè. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và mùa sen lại đến trễ, nên các hồ sen tại đây đều vắng bóng người. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà hình ảnh hoa sen tại đây lại kém đi sức hấp dẫn. Sen ở đây hiện bây giờ là năm nay bị trễ rồi. Do cái nguồn giống nó hiếm, cho nên người ta cấy hơi trễ, cho nên là
hiện tại bây giờ trừ nó quá trễ. Quá trễ chứ đúng là năm nay là đỡ, hiện bây giờ là đỡ thu hoạch rồi, chứ không phải là giờ thì chưa đâu. Mỗi năm, mùa sen thường chỉ kéo dài từ 3 đến 4 tháng, nhưng lại là nguồn thu chính cho người nông dân nơi đây. Nếu không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì nơi đây có nhiều tiềm năng để thu hút du khách khi mùa sen về. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.